Xin chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Thời sự 24 giờ TV, kênh cập nhật nhanh nhất những thông tin nóng hổi có trong ngày. Và sau đây mời quý vị cùng đến với những tin tức nóng nhất 24 giờ qua. Kính thưa quý vị, cho bản tin mới nhất về chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 hôm nay, mời quý vị đến với tin trình sau đây. Ông Trump nhận tin cực vui khi tỷ lệ ủng hộ tăng cực mạnh trở lại sau 8 ngày rời Nhà Trắng. Thưa quý vị, một cuộc khảo sát của Monica Sun cho thấy sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa dành cho cựu Tổng thống Donald Trump đã gia tăng sau khi cuộc bạo loạn ở tòa nhà quốc hội làm dấy lên làn sóng phản đối dữ dội nhằm vào ông. Theo cuộc khảo sát được tiến hành, từ 22 đến 25 tháng 1, 50% cử tri Đảng Cộng Hòa cho biết cựu Tổng thống Trump nên đóng vai trò chính trong Đảng Cộng Hòa, tăng 9% so với tỷ lệ 41% những người được phỏng vấn cho cuộc khảo sát từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 1, ngay sau cuộc bạo loạn ở tòa quốc hội. Tỷ lệ cử tri Đảng Cộng hòa cho rằng cựu tổng thống Trump sẽ không còn đóng vai trò gì trong đảng nữa đã giảm nhẹ từ 24% xuống còn 23% trong cuộc khảo sát mới đây, trong khi tỷ lệ cử tri cho rằng Trump chỉ nên đóng vai trò nhỏ trong đảng đã giảm từ 18% xuống còn 15%. 81% cử tri Đảng Cộng hòa trong cuộc khảo sát được tiến hành từ 23 đến 25 tháng 1 có quan điểm tích cực về ông Trump tăng so với con số 76% trong cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 10 đến 12 tháng 1. Mặc dù ông Trump đã từ bỏ ý định thành lập đảng thứ ba mang tên Đảng Yêu Nước nhằm thách thức Đảng Cộng Hòa, nhưng 30% cử tri Đảng Cộng Hòa và 35% những người ủng hộ Tổng thống Trump cho biết họ cởi mở với ý tưởng tham gia vào đảng này. Ông Donald Trump vẫn liên tục duy trì được tâm ảnh hưởng trong Đảng Cộng Hòa trong các cuộc khảo sát trong suốt quá trình ông là Tổng thống. Tuy nhiên hiện nay, tỷ lệ ủng hộ cựu Tổng thống Trump đã sụt giảm sau cuộc bạo loạn và tòa nhà quốc hội giữa bối cảnh nhiều người đổ lỗi cho ông vì đã kích động cuộc bạo loạn này. Mặc dù ông Trump đã rời Nhà Trắng và chuyển tới sinh sống ở dinh thự Mar-a-Lago ở Florida, nhưng cựu tổng thống Trump được cho là có kế hoạch tiếp tục duy trì tầm ảnh hưởng trong đảng. Tỷ lệ ủng hộ cựu tổng thống Trump trong Đảng Cộng hòa có thể ảnh hưởng đến phiên tòa luận tội của ông tại Thượng viện dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 2 chỉ năm thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu hôm ngày 26 tháng 1 chống lại việc cho rằng phiên tòa trên là vi hiến, trong khi một số nghị sĩ khác cho rằng bất kỳ thành viên Đảng Cộng Hòa nào bỏ phiếu chống lại cựu Tổng thống đều sẽ bị trừng phạt vì đã làm vậy. Bất chấp những mối đe dọa này, lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell đến nay chưa loại trừ khả năng ủng hộ kết tội ông Trump, đồng thời nói rằng ông sẽ lắng nghe thêm các bằng chứng. Tin tiếp theo, Đảng Dân chủ cay đắng vì không thể luận tội ông Trump, đành phải chấp nhận tính phương án b. Thưa quý vị, thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ Tim Kaine ngày 27 tháng 1 cho biết ông đang cân nhắc đề xuất Quốc hội thông qua một nghị quyết chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump thay vì tiến hành quá trình xét xử luận tội kéo dài, có thể ảnh hưởng đến những ưu tiên khác của chính quyền Tân Tổng thống Joe Biden. Đó có thể là một phương án thay thế, tiến hành một quá trình xét xử mà biết rõ ràng chỉ có tối đa 55 phiếu ủng hộ kết tội, theo tôi không phải ưu tiên đúng đắn của chúng ta lúc này. Ông Ken nói với các phóng viên, ông Ken cho biết ông muốn Thượng viện tập trung vào ưu tiên đối phó đại dịch và phê chuẩn nhân sự cho nội các mới. Bình luận của ông Ken đưa ra chỉ một ngày sau khi Thượng viện bác bỏ đề nghị của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul tiến hành một cuộc bỏ phiếu về tính hợp hiến của phiên xét xử luận tội ông Trump. 45 thượng nghị sĩ Cộng Hòa ủng hộ đề xuất của Paul. Tuy nhiên, đề xuất không được chấp thuận, song kết quả này cho thấy phe Dân Chủ khó đạt được mục đích kết tội ông Trump. Để kết tội ông Trump kích động bạo lực, Thượng viện cần ít nhất 17 lá phiếu ủng hộ các nghị sĩ Cộng Hòa, nhưng hiện chỉ có 5 nghị sĩ, dường như sẽ làm vậy. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều đồng nghiệp trong vài tuần trở lại đây về việc chúng ta khó kết tội ông Trump. Ông Ken nói. Ngoài ông Ken, thượng nghị sĩ Susan Collins, một trong năm nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ kết tội ông Trump, cũng kêu gọi thượng viện nên cân nhắc phương án ra nghị quyết chỉ trích tổng thống thứ 45 của Mỹ. Không giống với xét xử luận tội, một nghị quyết chỉ trích sẽ được thông qua tại thượng viện khi có đủ 60 lá phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, lãnh đạo đa số tại thượng viện Chuck Schumer khẳng định việc xét xử luận tội ông Trump sẽ vẫn diễn ra ông Trump bị Hạ viện luận tội kích động bạo loạn do bị nghi có vai trò trong vụ biểu tình bạo lực ở trụ sở Quốc hội Mỹ hôm ngày 6 tháng 1. Hạ viện đã chính thức gửi bản cáo trạng lên Thượng viện hôm 25 tháng 1 để sẵn sàng cho việc xét xử luận tội dự kiến diễn ra ngày 8 tháng 2. Nhiều chuyên gia và cả chính trị gia Mỹ, trong đó có tân Tổng thống Joe Biden, thừa nhận rằng ông Trump có thể trắng án một lần nữa vì sẽ không có đủ ít nhất 2 phần 3 số phiếu ở Thượng viện, 67 phiếu để kết tội cựu Tổng thống. Cuối năm 2019, ông Trump từng bị Hạ viện luận tội cản trở quốc hội và lạm dụng quyền lực. Thượng viện sau đó tuyên bố ông trang án sau quá trình xét xử kéo dài 21 ngày. Nhiều nghị sĩ lo ngại nếu phiên xử sắp tới kéo dài giống lần đầu, nhiều chương trình nghị sự ưu tiên của chính quyền tân Tổng thống Biden sẽ bị trì hoãn. Trong một diễn biến liên quan, ông Trump đang ra sức tìm kiếm luật sư giỏi biện hộ cho mình tại phiên xét xử luận tội. Một số nguồn tin cho biết ông Trump dự định sẽ không tham dự quá trình xét xử. Tin tiếp theo, 30.000 cử tri lũ lượt bỏ đảng Cộng Hòa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội Mỹ. Theo tờ The Hale, trong những tuần sau vụ bạo loạn ở Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1, số cử tri đăng ký là thành viên của đảng Cộng Hòa đã giảm bớt khoảng 30.000 người. Làn sóng rời bỏ đảng Cộng Hòa này gần như là một sự việc chưa từng có tiền lệ, có thể gây rắc rối cho đảng Cộng Hòa đang tìm lại phương hướng sau khi thua cuộc trong bầu cử Tổng thống và mất quyền kiểm soát Thượng viện, Tình trạng này cũng chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. 30.000 người chỉ là con số được ghi nhận ở một số bang có báo cáo hàng tuần về dữ liệu đăng ký cử tri. Chỉ có một số bang báo cáo dữ liệu đăng ký cử tri theo tuần, một số bang báo cáo theo tháng và nhiều bang không báo cáo số liệu này. Cử tri đổi đảng là chuyện không mới, nhưng dữ liệu cho thấy trong những tuần đầu năm 2021, số người Cộng Hòa đổi đăng ký cử tri lớn hơn rất nhiều so với số người dân chủ nhiều cử tri thay đổi đăng ký ở những bang dao động. Đây là những bang từng là tâm điểm trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng và giành quyền kiểm soát quốc hội. Gần 10.000 cử tri bang Pennsylvania đã bỏ đảng Cộng Hòa trong 25 ngày đầu tiên năm 2021. Khoảng 1 phần 3 trong số họ, 3.476 người đăng ký làm cử tri đảng Dân Chủ. 2 phần 3 còn lại chọn đăng ký với đảng khác hoặc không theo đảng nào. Trái lại, chỉ khoảng 1 phần 3 cử tri theo Đảng Dân Chủ Pennsylvania đăng ký làm cử tri Cộng Hòa, 2093 người tính tới 25 tháng 1, hoặc đăng ký với một đảng nhỏ, 1 1184 người hoặc không đăng ký theo đảng nào. Gần 6.000 cử tri Bắc Carolina đã bỏ tư cách cử tri Cộng Hòa. Gần 5.000 cử tri ở Arizona không còn là cử tri Đảng Cộng Hòa. Trong vòng vài tuần qua, số người rời bỏ Đảng Cộng Hòa ở Colorado đang là 4.500 người. Tại Maryland, có 2.300 người không còn là cử tri Cộng Hòa. Tính tổng ở các khu vực, số người dân chủ rời đảng chỉ bằng một phần nhỏ so với số người rời đảng Cộng Hòa. Một số văn phòng bầu cử địa phương ở Florida cho biết số người thay đổi đăng ký cử tri tăng vọt trong những ngày sau vụ tấn công tòa nhà quốc hội. Hai hạt ở khu vực Miami có tới 1.000 người Cộng hòa đổi đăng ký cử tri chỉ trong hai ngày sau vụ tấn công ngày 6 tháng 1. Cũng trong hai ngày này, chỉ có 96 người dân chủ đổi đảng. Ba hạt ở khu vực Tampa Bay, Hillsborough, Pasco, Pinellas có trên 2.000 cử tri Cộng hòa đăng ký làm cử tri của đảng khác. Trong ba hạt này, chỉ có 306 người dân chủ đổi đăng ký đảng. Nhiều chuyên gia bầu cử tỏ ra quan tâm tới hiện tượng này, phần lớn cử tri đều có xu hướng gắn bó với đảng đã đăng ký từ đầu và những ai đổi đăng ký thường chỉ đổi khi sắp diễn ra bầu cử sơ bộ. Ông Michael MacTernan, chuyên gia bầu cử và bỏ phiếu tại Đại học Florida nhận định rằng những người ủng hộ đổi đăng ký đảng có thể là những cử tri nắm nhiều thông tin, họ theo dõi tin tức và nắm rõ tình hình khiến họ thay đổi đăng ký đảng. Một số dữ liệu cho thấy làn sóng rời bỏ đảng Cộng Hòa đang diễn ra ở các hạt ngoại ô, nơi các ứng viên Cộng Hòa và cựu Tổng thống Donald Trump chạy đua vất vả trong bầu cử 2018 và 2020. Khoảng một phần ba cử tri Pennsylvania bỏ đảng Cộng Hòa là các cử tri đăng ký bỏ phiếu ở hạt Montgomery, Bucks, Chester, Delaware. Các hạt này ngày càng ủng hộ đảng Dân Chủ trong những năm gần đây. Tổng thống Joe Biden đã thắng với tỷ lệ 58% phiếu bầu ở hạt Chester, thành tích tốt nhất mà một ứng viên Dân Chủ đạt được tại đây. Trả lại, ứng viên Cộng hòa được nhiều người từng là cử tri dân chủ bỏ phiếu ủng hộ ở những nơi như Hạt Bucks, Louisiana và Cambria, các khu vực nông thôn và ngoại ô mà ông Trump có thành tích tốt hơn các ứng viên Cộng hòa trước đó. Ông McDonald lưu ý rằng số cử tri đổi đảng nói chung vẫn tương đối nhỏ. Con số 10.000 cử tri Cộng hòa Pennsylvania đổi đảng chỉ là một phần rất nhỏ trong gần 3,5 triệu cử tri đăng ký ở bang này. Những con số này cho thấy xu hướng lạ khi cử tri lại đổi đảng khi mà trước mắt không có cuộc bầu cử nào. Tin tiếp theo thưa quý vị, tiết lộ sự chia rẽ trong lòng đảng Cộng hòa thời hậu Trump. Vâng, chia rẽ đang diễn ra trong nội bộ Đảng Cộng Hòa khi các thành viên của đảng này bắt đầu xem xét ảnh hưởng của cựu Tổng thống Trump và di sản của ông đối với tương lai của họ. Mâu thuẫn giữa phe phản đối và trung thành với ông Trump một số lãnh đạo phe Cộng hòa bày tỏ mong muốn đưa đảng này rời xa chủ nghĩa Trump với việc ủng hộ luận tội và kết tội cựu tổng thống, một số khác lo ngại ông Trump có thể gây ảnh hưởng với những cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này hay khả năng hình thành phiên bản khác của cách tiếp cận dân túy bảo thủ mà ông từng theo đuổi. Trong khi đó, nhiều đồng minh của ông Trump công khai bày tỏ lòng trung thành trên các phương tiện truyền thông bảo thủ hay trong các tổ chức của phe Cộng hòa ở cấp bang hoặc cấp địa phương. Kết quả là Đảng Cộng Hòa rơi vào một cuộc chiến nội bộ để xem ai sẽ là người quyết định đường lối tương lai và quan trọng hơn là ai nên là người nằm ngoài cán cân quyền lực của Đảng này. Eric Erickson, nhà bình luận bảo thủ nhận định sự đoàn kết bên trong Đảng Cộng Hòa đang nhường chỗ cho những mâu thuẫn và bất đồng. Đảng Cộng Hòa đang bước vào thời kỳ bị lu mờ vì ảnh hưởng chính trị. Họ sẽ phải nhường nhịn nhau hoặc để phe dân chủ tiếp tục giành lợi thế trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Lần đầu tiên trong hơn hai thập kỷ, Đảng Cộng Hòa rơi vào tình thế vô cùng bất lợi khi Đảng Dân Chủ nắm quyền kiểm soát Nhà Trắng và lưỡng viện Quốc hội. Việc mất thế đa số làm dấy lên các cuộc tranh luận xem ai là người chịu trách nhiệm cho những thất bại trong mùa bầu cử vừa qua. Cuộc tranh luận này đặc biệt căng thẳng khi phe Cộng Hòa phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi hóc búa liên quan đến tương lai của họ thời hậu Trump. Hạ nghị sĩ Adam Kinzinger, bang Illinois, một trong 10 thành viên Cộng hòa bỏ phiếu luận tội ông Trump tại Hạ viện cho biết, đảng này đang đối mặt với thách thức đầy cam go để giữ vững bản sắc của chính mình. Phát biểu với CNN, ông Kinzinger cho biết, Tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở trong một cuộc chiến và cuộc chiến này có lẽ cần phải xảy ra để chúng ta xác định đang đấu tranh vì điều gì, không chỉ riêng vấn đề chính sách mà còn vì các vấn đề khác. Chúng ta cần phải xác định chúng ta là đảng của khát vọng hay của nỗi sợ hãi và sự chia rẽ. Do dự giữa kế thừa và xa rời đường lối của ông Trump, hơn 4 năm cầm quyền, tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây dựng được ảnh hưởng to lớn đối với Đảng Cộng hòa và toàn bộ nền chính trị Mỹ. Giờ đây khi ông rời nhiệm sở, Đảng Cộng hòa đối mặt với quyết định về việc có nên tiếp nối đường lối của ông hay rẽ sang hướng mới. Thống đốc bang Maryland, Larry Hogan, người thường xuyên chỉ trích chủ nghĩa Trump cho rằng đã đến lúc cần phải lựa chọn chúng ta sẽ phải quyết định liệu chúng ta đi theo con đường của ông Trump hay quay trở lại cội nguồn của mình. Đảng này sẽ trở nên tốt hơn nếu tách rời chủ nghĩa Trump. Nhưng tôi không nghĩ rằng ảnh hưởng của ông ấy sẽ hoàn toàn biến mất. Trái lại, Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas vẫn lên tiếng banh vực ông Trump khi cho rằng cựu Tổng thống Trump sẽ vẫn đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc thảo luận về chính trị, nhưng nhấn mạnh Đảng Cộng Hòa nên tránh xa ngôn ngữ và những lời lẽ gây chia rẽ dễ làm mất lòng các cử tri ở vùng ngoại ô. Sau cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ, một số thành viên cấp cao của Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích mạnh mẽ ông Trump hoặc giữ khoảng cách với ông. Trước đó, lãnh đạo cấp cao của phe Cộng Hòa tại Thượng viện Mitch McConnell ủng hộ cáo buộc của phe Dân Chủ cho rằng ông Trump kích động bạo loạn. Còn cựu phó Tổng thống Mike Pence, vốn được coi là nhân vật trung thành nhất với Trump, đã không tham dự lễ chia tay của ông. Ngày 25 tháng 1 vừa qua, ông Trump đã lập văn phòng cựu tổng thống chính thức ở Palm Beach, bang Florida, thiết lập phương tiện cho những lần xuất hiện và phát biểu trước công chúng trong tương lai. Bên cạnh đó, việc duy trì hoạt động của Ủy ban Hành động Chính trị PACs do ông Trump thành lập sẽ được ông tiếp tục gây quỹ tranh cử, duy trì chỗ đứng của mình trong Đảng Cộng hòa. Những người thân cận với cựu Tổng thống Trump cho rằng, dù đối mặt với nhiều khó khăn trong phiên toàn luận tội sắp tới, nhưng ông sẽ sớm lấy lại hình ảnh qua các cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền thông hoặc thiết lập một địa chỉ mới trên mạng xã hội sau khi bị Twitter khóa vĩnh viễn tài khoản. Ông Trump tiếp tục để ngỏ việc ra tranh cử Tổng thống năm 2024. Một số ý kiến cho rằng ông thậm chí đang nghĩ đến việc ra tranh cử với tư cách ứng cử viên của một đảng thứ ba. Theo một cuộc thăm dò của Gallup, ông Trump rời nhiệm sở với tỷ lệ ủng hộ 34%, mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của ông, nhưng ông nhận được sự ủng hộ của 82% thành viên trong Đảng Cộng Hòa. Giới quan sát cho rằng, trước khi quyết định tiếp tục gắn bó hay xa rời chủ nghĩa Trump, Đảng Cộng Hòa cần phải bước qua rất nhiều rào cản trước mặt, trong đó có phiên tòa luận tội Tổng thống Trump và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2021. Tổng thống bang Maryland Hogan cho rằng, phe Cộng Hòa có thể đang rơi vào thời kỳ đen tối nhất, nhưng ông vẫn lạc quan, đảng này sẽ sớm lấy lại vị thế. Nội dung trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh Thời sự 24 giờ TV để cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.